Chào cả nhà nhá. À, hôm nay anh em lại toàn những công an viên hôm nay đi bắt chuột, toàn sao vuông sao đỏ. Đấy, đi tổng kết ở xã mấy ông đi bắt chuột, vừa cải thiện vừa giúp bà con nó đỡ phá hoách hoa màu này. Đấy, cây người ta như này cắn cụt hết. Ôi kia khép. Ui giời ơi. Ui nhiều quá, nhiều quá. Ấy. Cứ dồn đất bé thôi, cứ dồn vào. Dồn vào, dồn vào, dồn vào. Xả lại cho này ra đi. Để tao về vứt ra đằng sau. Nó có 10 năm cục chỗ này ra, tao về vứt ra đằng kia. Đấy, toàn công an viên sâu vuông sâu đỏ khiếp quá thì bắt bắt chuột. Ui giời ơi, ui đuôi đuôi lắm quá. Quay cái đấy. Tí nữa quay hết ra cả túi. Kêu 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 kêu. Đúng rồi, nó hết đường rồi, nó chạy ra kiểu đấy. Đấy. Thôi. Nó quay đầu ấy. Quay đầu, quay đầu. Toàn sao vuông sao đỏ. Anh em. Hôm nay em tổ chức. Chào cô ông. Toàn công an viên hôm nay ở xã huy động. Bắt mọi trên lưng. Ông tóm trước một con vào này, tóm một con. Mỗi ông tóm một con. Con vịt lên, nằm đất con ơi. Đấy kia. Nổ lốp à? Nổ lốp. May quá không có ai đấy. Kéo nhiều nhầy. Nhiều thế. Nó ở một thôi này. Quá nhiều. Đấy, toàn như những bẻ răng rất xinh đẹp, toàn chỗ to rồi. Còn nữa không anh? Còn. Vẫn còn à? Còn chứ. Ui giời, ui giời, đang móc. Ui giời, ui giời. Xem nào, con ơi. Ui giời, ui giời, lạ đời thế nhỉ. Eo, đã thật. Đấy. Chết rồi. Chưa bẻ đâu. Thế trận nó mắt. Chết làm sao được. Chết đâu. Gương mặt đấy chắc là khán giả quen rồi. Đây, hôm nay gương mặt đối thủ này ở công an viên này nữa đây này. Công an viên là dân quân. Một lồng luôn. Cái mà này chục con nhỉ? Chục con. Nhớ bị chặt cái chỗ đây vào. Bị chặt rồi tao. Ô mà này lúc bùi mặt nữa. Đây đâu. đừng nói thế. Đầu thì vẹn mai. Mai nó sơ tán đi hết nơi khác. Nó động ngay lại sơ tán. Nó động nó đi mà nó vắt vắt hết. Đấy. Cánh hoa màu cái dòng hoa này. Em sợ thật đúng không? Chuột tao bảo rồi, chứ chuột nó phải nhiều. Đấy, nhiều biết ngay. Chỉ ngồi chỗ này. Nó lao như thế mà. Nó lao. Còn nó chuột không có là nó chỉ một con thôi. Đúng rồi. Tần cuối. Ui giời, tiếp tục kìa. Lại tiếp tục. Ui giời ơi. Bé chưa? Vẫn còn kia nhỉ? Vẫn còn à? Tôi đưa cho ông quyền không phải. Ui giời, đây này. Vẫn còn. Ôi toàn chuột to nhá cả nhà nhá. Đấy cả nhà xem đấy. Toàn mọi hàng to, hàng thật việc thật đấy. Chục con rồi đấy. Cái hàng này nó tất cả các cánh đồng này nó dồn vào đây hết cả cái hàng này. Đã nhỉ. Vẫn tiếp tục à? Nghe vẫn còn phải nhìn gì. Đây. Vẫn ui giời còn mỗi ổ cơ. Bắt được 10 con rồi vẫn còn. Ui giời. 7 con nữa. Còn quân. Ui giời to thế nhỉ? Toàn hàng khủng luôn. Hết. Rồi. Đẹp rồi. Mày quá. 17 con một mà. Quay luôn vào đây là kính người. Đấy. Lồng đúng 17 con. Đấy, một mà này. Mà này đúng 17 con. Đây toàn chuột bự. Bỏ rồi, không bỏ ra. To luôn. Mà này hơi nhiều luôn. Đó, nhưng mà đù là bùn lên bịt đó. Thế là làm một mà này là được 17 em, mấy em 3 em nữa là 20 em nữa là anh em về quyết định về thịt tại không có nhiều quá, 17 con to. Ôi chào cả nhà nhá. Chào cả nhà nhá. Đấy, hôm nay là toàn phi đội công an viên ở xã Văn Xá Biển đấy. Chào anh em nhá. Hôm nay lại gặp lại. Đấy, rồi. Ông Biển không nói nhiều, ông cầm đây. Rồi. Đấy. Chào. Rồi. Xin phép chào cả nhà nhá. Để hẹn nếp ăn.